Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác có phóng sự Bác Hồ trong trái tim người dân Hòa Bình. Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đức, Pháp đề xuất quỹ tái thiết Liên minh châu Âu trị giá 500 tỷ euro. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự tại điểm cầu Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 các bộ cơ quan ngang bộ tập trung vào hai nhóm điểm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp nằm trong nhóm A với chỉ số cải cách hành chính đạt trên 90%. 14 bộ cơ quan ngang bộ còn lại nằm ở nhóm B với chỉ số cải cách hành chính từ trên 80% đến dưới 90%. Không có bộ cơ quan ngang bộ có chỉ số dưới 80%. Điều này cho thấy những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của nhiều bộ ngành trong năm qua. Kết quả khảo sát cải cách hành chính ở khu vực địa phương năm nay, tỉnh Quảng Ninh đứng ở vị trí thứ nhất với chỉ số đạt trên 90%. Về kết quả chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, trên 86% người dân hài lòng về thủ tục hành chính, trong đó cơ quan hành chính thuộc lĩnh vực giao thông vận tải có chỉ số cao nhất, cơ quan hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường có chỉ số thấp nhất. Tỉnh Hòa Bình có chỉ số cải cách hành chính đạt 79,44% so với năm 2018 giảm 6 bậc, đứng thứ 52 trên 63 tỉnh, thành phố. Nguyên nhân giảm thứ bậc là do một số chỉ tiêu không đạt như là lĩnh vực thu hút đầu tư, mức độ phát triển, kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong thời gian tới, các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách hiệu quả, thực chất, loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại bộ phận một cửa các cấp, từng bước nâng cao tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng phát triển chính phủ điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Đẹp nhất tên người là một niềm tin Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, sáng ngày 19 tháng 5, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại tượng đài Bác Hồ. Tham gia có các đồng chí Trần Đăng Ninh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Văn Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và thành phố Hòa Bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Tổ quốc Việt Nam, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Lúc nhỏ lấy tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành. Lớn lên trong cảnh nước mất, người thanh niên giàu lòng yêu nước đã sớm có ý chí giải phóng dân tộc. Người đã tìm ra con đường cứu nước đưa dân tộc Việt Nam từ đêm trường nô lệ trở thành một dân tộc độc lập, tự do. Tư tưởng của người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trước anh linh của người, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã dâng nén hương thơm và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới kiệt xuất, vì lãnh tụ đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình
đang phát huy ý chí, tự lực, tự cường, khai thác các tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu xây dựng tỉnh Hòa Bình, ngày một phát triển, vững bước trên con đường hội nhập. Ngày 19 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai trương phòng trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, tổng kết trao giải các cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng năm 2020 và cuộc thi sáng tác mẫu huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta đã giới thiệu đến công chúng hơn 200 tài liệu hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Hòa Bình. Qua đó nhằm giới thiệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cùng với đó là những hình ảnh tỉnh Hòa Bình vinh dự 4 lần được đón Bác Hồ về thăm. Tại sự kiện này, ban tổ chức đã trao giải cho những tác phẩm đạt giải trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng năm 2020. Có 120 tác phẩm của 90 tác giả tham gia, trong đó có 48 tranh dự thi của các họa sĩ và 72 tranh dự thi của các cháu thiếu niên nhi đồng. Các tác phẩm đã bám sát nội dung chủ đề tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 40 tác phẩm được trưng bày triển lãm và 22 tác phẩm đạt giải. Về cuộc thi sáng tạo mẫu huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển hòa bình, đã có 32 tác phẩm của 14 tác giả tham gia dự thi. Kết quả đã lựa chọn 5 tác phẩm để trao giải, với tổng kinh phí toàn bộ giải thưởng là hơn 40 triệu đồng. Cùng ngày, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dâng hương tại khu di tích địa điểm Bác Hồ về thăm Trường Thanh niên Lao động Xã hội Chủ nghĩa Hòa Bình ở xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình. Trường Thanh niên Lao động Xã hội Chủ nghĩa Hòa Bình được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1958, tiền thân của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Hòa Bình ngày nay. Ngày 17 tháng 8 năm 1962, nhà trường đã được đón Bác Hồ về thăm. Đây là niềm vinh dự tự hào của cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường nói riêng và cán bộ nhân dân tỉnh Hòa Bình nói chung. Năm 2008, địa điểm Bác Hồ về thăm Trường Thanh niên Lao động Xã hội Chủ nghĩa Hòa Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Năm 2012, được tu bổ tôn tạo các hạng mục di tích trên khuôn viên rộng 3.335 m², nơi Bác Hồ đứng nói chuyện khi về thăm trường. Dâng hương và nói chuyện với các thế hệ học sinh, thanh niên tỉnh Hòa Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sự ra đời của Trường Thanh niên Lao động Xã hội Chủ nghĩa Hòa Bình là sự sáng tạo đề xuất của tỉnh đoàn thanh niên lúc bấy giờ. Với phương châm vừa học vừa làm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thế hệ thanh niên học sinh trong tỉnh tiếp tục nỗ lực trong học tập rèn luyện, noi gương các thế hệ cha anh, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tu bổ tôn tạo di tích, để di tích trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tỉnh Hòa Bình, là điểm để tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu của du khách. Ngày 18 tháng 5, Thành ủy Hòa Bình đã tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 4 năm việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tới dự có đồng chí Quách Tùng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình. Tại lễ kỷ niệm, Thành ủy Hòa Bình đã ôn lại thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Trong 4 năm qua, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy tổ chức Đảng đã gắn việc thực hiện chỉ thị 05 với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đã tổ chức được gần 170 hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức đã nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. Đã có trên 500 lượt tập thể cá nhân tiên tiến được các cấp các ngành khen thưởng, trên 130 mô hình tiên tiến được xây dựng và nhân rộng. Thưa quý vị và các bạn, nhiều thập kỷ qua, ngày 19 tháng 5 đã trở thành một ngày đặc biệt thiêng liêng trọng đại, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và bạn bè thế giới. Nhất là đối với năm nay, kỷ niệm ngày sinh của Bác đúng vào dịp cả nước đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng,
càng làm cho mỗi chúng ta thêm xúc động bồi hồi. Noi gương Bác, lớp lớp thế hệ người con hòa bình hôm nay và mai sau nguyện đoàn kết, phấn đấu và sống xứng đáng với tấm gương cao đẹp của Bác. Gần 60 năm, kể từ ngày Trường Thanh niên Lao động Xã hội Chủ nghĩa, nay là Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hòa Bình, vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Niềm tự hào cùng những kỷ niệm và lời căn dặn phải học tập tốt, lao động tốt, cố gắng mãi, tiến bộ mãi của Bác Hồ đối với những thế hệ từng là học sinh của trường như ông Bạch Công Ngân, xóm Trường Yên, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình vẫn còn nguyên vẹn. Giờ đây ở cái tuổi thất thập của Lai Hy, từng chứng kiến những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, với ông Ngân, lời dạy của Bác cũng như những nội dung cốt lõi trong di chúc của Bác vô cùng thiêng liêng. Nó đã trở thành mục tiêu phấn đấu không những của người dân xóm Trường Yên, xã Yên Mông, mà còn là mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cố gắng làm mình là cái thứ nhất là mình là một học sinh cũ của Trường Thanh niên, được Bác Hồ về thăm trường. Cái thứ hai, tôi cũng là một được sự giáo dục của Đảng thì tôi cũng đã được cái nào vào Đảng thì coi như là cũng là thấy là đúng là có nhiều cái trách nhiệm, cho nên tôi thấy là cái gì tôi cũng phải gương mẫu làm trước để cho các con các cháu là học tập. Còn đối với ông Nguyễn Xuân Hiền, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, đã tham gia xây dựng thủy điện Hòa Bình từ những ngày đầu chuẩn bị khởi công đến những ngày cuối cùng hoàn thành. Nay đã ở cái tuổi 70, nhưng ông vẫn miệt mài sưu tầm những bức ảnh về Bác Hồ. Hơn 1.000 bức ảnh về Bác được ông lưu lại trong những cuốn sổ đỏ. Hầu hết những tấm ảnh này đều được cắt xa hoặc photo từ sách báo, tạp chí. Mỗi tấm hình của Bác đều chứa đựng những sự kiện lịch sử của đất nước, đều mang những dấu ấn lịch sử vô cùng thiêng liêng và trân trọng đối với mỗi người Việt Nam. Yêu Bác, muốn lưu giữ tư liệu về Bác cho thế hệ con cháu và cho những người ông gặp. Đó là cách mà ông Nguyễn Xuân Hiền đã làm gần 20 năm nay. Mỗi một cái tư liệu, mỗi một hình ảnh, mỗi một câu chuyện cảm động về Bác thì khiến cho tôi cảm thấy kính trọng, yêu quý Bác hơn và làm cho mình cảm thấy là như lúc nào cũng có hình ảnh của Bác bên mình. Bác tiếp sức, Bác làm cho mình sức mạnh hơn, có niềm tin hơn và cho mình và cho mọi người, và càng khiến cho chúng tôi phải sống tốt hơn, sống tốt hơn, sống cho chứng đáng là một người đảng viên, một người cán bộ và một người công dân tốt. Với những thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ 34 chiến sĩ đầu tiên trong đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập giữa núi rừng Việt Bắc trong những ngày sục sôi cách mạng, từ các tướng lĩnh xông pha trận mạc, cầm quân đánh giặc suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đã qua, cho đến các thế hệ tiếp nối, trưởng thành trong hòa bình, trong công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, ai ai cũng tự hào về truyền thống vẻ vang oanh liệt của Quân đội Việt Nam. Và đã từ lâu, danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ đã trở thành niềm kiêu hãnh, niềm hạnh phúc rất đỗi thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi cán bộ chiến sĩ. Bởi Bác mãi trong lòng dân và trong trái tim những người lính. Đối với về cái thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tự giác và có trách nhiệm cao trong cái việc tham gia các hoạt động cụ thể của địa phương, và nó mang cái màu sắc riêng của Bộ đội Cụ Hồ. Về trong thâm tâm và trong cái tình cảm trách nhiệm thì tôi cảm thấy cái việc đó hết sức ý nghĩa, và nó đã đi vào cái tiềm thức và cụ thể bằng những cái hành động cụ thể, chứ không còn là về mang cái tính chất là nhiệm vụ nữa, mà là nó là cái hoạt động thường ngày, thường xuyên của chúng tôi. Bác đi vào cõi vĩnh hằng đã hơn 1/2 thế kỷ nay. Thương nhớ Bác, ta thêm một lần nhận rõ Bác vĩ đại mà chẳng làm ai kinh ngạc. Sự quan tâm của người ân cần và chu đáo, tình thương yêu của người rộng lớn và sâu xa, luôn thắp sáng trong ta ngọn lửa của niềm tin và hy vọng. Tuy đã đi xa, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi cùng non sông đất nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện trong những di sản vô giá mà người đã để lại. Tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và những giá trị cao đẹp về đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Và giờ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn thấm sâu
trong trái tim khối óc quần chúng nhân dân đã và đang tiếp tục soi đường cho Đảng, cho nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững bước trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0. Thời gian vừa qua thì các cơ quan, đơn vị, các địa phương chúng ta đã phát huy rất tốt cái tinh thần đoàn kết. Thế và từ đó thì chúng ta hoàn thành được những cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng như là cái việc sát nhập thôn, xóm, xã, rồi huyện. Thế rồi phòng chống dịch Covid 2019 cũng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, nhưng mà với cái quyết tâm cao, với cái việc mà chúng ta đã phát huy được cái tinh thần đoàn kết gắn bó trong nhân dân, trong cộng đồng, nên chúng ta đã hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Hôm nay, muôn triệu trái tim người dân nước Việt bồi hồi xúc động nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Nhớ Bác, nghĩ về Bác với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình nguyện đoàn kết, ra sức thi đua, thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, dồn hết tâm sức trí tuệ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như lúc sinh thời Bác hằng mong. Ngày 19 tháng 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra kỳ họp thứ 14, kỳ họp bất thường. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình khóa 14 điều hành kỳ họp. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp lần thứ 14, kỳ họp bất thường diễn ra trong không khí cả nước kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Kỳ họp sẽ thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là những dự án có liên quan, tác động trực tiếp đến nhiều đối tượng. Để hoàn thành các nhiệm vụ này, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Kính thưa các vị đại biểu, kỳ họp lần này được diễn ra trong điều kiện đảm bảo kiểm soát y tế về phòng chống dịch COVID-19 và tiếp tục là kỳ họp thực hiện không giấy. Những nội dung Hội đồng Nhân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách của tỉnh. Để kỳ họp đạt kết quả tốt, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu qua hệ thống phần mềm điện tử, tập trung cho ý kiến, thể hiện rõ quan điểm về từng nội dung, nhất là những vấn đề còn ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng Nhân dân tỉnh có những quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020, nguồn vốn ODA và nguồn vốn ngân sách trung ương từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 và cho ý kiến về việc điều chỉnh giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Hòa Bình. Xem xét cho ý kiến về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Cho ý kiến về việc bổ sung quy hoạch khu vực thăm dò khai thác khoáng sản chủ yếu tỉnh Hòa Bình và xem xét phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến 2030. Xem xét cho ý kiến về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Kỳ họp thứ 14, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 dự kiến sẽ thông qua 12 tờ trình và dự thảo nghị quyết.
Cùng ngày, kỳ họp thứ 14, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021, tiến hành thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết. Kỳ họp lần này đã thông qua 12 nghị quyết quan trọng. Tại phiên thảo luận, về cơ bản, các đại biểu nhất trí với các dự thảo nghị quyết được trình bày tại kỳ họp. Đối với nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với quốc lộ 6, các đại biểu đề nghị cần làm rõ thêm vấn đề giải phóng mặt bằng, quá trình thực hiện thu hút dự án dọc tuyến đường. Đối với dự án khắc phục sạt lở khu vực tổ 26 phường Đồng Tiến và đoạn cầu Hòa Bình 3, thành phố Hòa Bình, các đại biểu nhấn mạnh đây là dự án ảnh hưởng đến người dân nên quá trình triển khai phải lưu ý đến đảm bảo quyền và lợi ích của dân, đảm bảo việc tái định cư, tránh để xảy ra khiếu kiện. Đặc biệt, phải đảm bảo tiến độ dự án. Đối với các nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án, như dự án đầu tư xây dựng trang trại lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại Lương Sơn, dự án công viên Nghĩa Trang Lạc Hồng của công ty cổ phần Long Dương tại xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi. Các đại biểu cho rằng cần phải thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo môi trường xung quanh. Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp thứ 14, kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 12 nghị quyết về các nhóm vấn đề như nhóm nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Hòa Bình. Nhóm nghị quyết liên quan đến các dự án, nhóm nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang đất dự án, nghị quyết về việc bổ sung điểm mỏ quặng Cao Lin tại xã Quế Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vào quy hoạch khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản chủ yếu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008-2010, có xét đến năm 2020. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Bế mạc kỳ họp lần thứ 14, kỳ họp bất thường, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở thảo luận xem xét toàn diện khách quan, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 12 nghị quyết để tiếp tục thể chế các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chủ trương của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện để huy động có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Các nghị quyết được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, tranh luận thẳng thắn, thể hiện chính kiến rõ ràng và quyết định thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao. Nhiệm vụ trong thời gian tới là hết sức nặng nề. Quý 2, quý 3 năm 2020 là thời điểm cần phải tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành sớm một số chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 và tiếp tục công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Vì vậy, Hội đồng Nhân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tập trung vào các vấn đề còn nhiều yếu kém, hạn chế khó khăn vướng mắc để hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra. Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Hội nghị thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới đã bắt đầu và được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trong bối cảnh đại dịch. Đại diện của 194 quốc gia thành viên đang tham gia cuộc họp trực tuyến kéo dài 2 ngày. Các vấn đề chính bao gồm phát triển vaccine COVID-19 và phối hợp quốc tế để phân phối vật tư y tế. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng rủi ro vẫn còn ở mức cao và họ còn một hành trình dài phải đi. Mỹ đã cáo buộc WHO ủng hộ Trung Quốc. Washington đang yêu cầu một cuộc điều tra chi tiết về phản ứng ban đầu của tổ chức đối với dịch bệnh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc. Ông bảo vệ việc xử lý khủng hoảng của đất nước mình. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết 2 tỷ đô la trong 2 năm để giúp các nước đang phát triển chống lại dịch. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ trở nên gay gắt hơn tại phiên họp. Các doanh nghiệp ở Ý, bao gồm các cửa hàng và nhà hàng, đang mở cửa trở lại sau hơn 2 tháng bị phong tỏa vì dịch bệnh. Chính phủ đã nới lỏng đáng kể các hạn chế vào thứ Hai sau khi số người chết hàng ngày do virus này giảm xuống dưới 100 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3. Ý đã báo cáo hơn 32.000 ca tử vong vì dịch bệnh.
Chính phủ Ý hiện đang cho phép người dân tự do di chuyển trong các tỉnh của họ và nhiều doanh nghiệp được mở cửa trở lại. Một nhà hàng ở thủ đô Rome đã mở cửa lại sau khi khử trùng và sắp xếp các bàn cách nhau hơn 1 mét. Hiện tại, các nhà hàng chỉ được phép chấp nhận những khách hàng đã đặt bàn trước. Họ cũng có nghĩa vụ giữ lại danh sách khách hàng trong 1 tháng. Các cửa hàng và tiệm làm tóc cũng được phép mở lại với điều kiện họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây lan. Nhưng chỉ có 60% doanh nghiệp của nước này được cho là đã mở cửa trở lại vào thứ Hai. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đang đặt mục tiêu đưa nền kinh tế của đất nước trở lại đúng hướng mà không gây ra bùng phát dịch lần thứ hai. Thủ tướng có kế hoạch mở cửa lại đất nước cho khách du lịch từ các quốc gia EU khác vào ngày 3 tháng 6 tới. Tại Vatican, nhà thờ Thánh Peter đã được mở cửa trở lại với công chúng. Giáo hoàng Francis tổ chức một thánh lễ đặc biệt để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh giáo hoàng John Paul II, người đã làm giáo hoàng trong gần 27 năm cho đến năm 2005. Các nhà lãnh đạo của Đức và Pháp đã đề xuất một quỹ trị giá 500 tỷ euro, tương đương với khoảng 543 tỷ đô la Mỹ để giúp Liên minh châu Âu phục hồi sau cuộc khủng hoảng y tế. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm vào thứ Hai để thảo luận về nền kinh tế EU, nơi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Hai nhà lãnh đạo nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm rằng họ đồng ý hỗ trợ kế hoạch thành lập quỹ phục hồi để cung cấp các khoản tài trợ cho các khu vực và các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Ông Macron gọi việc thành lập quỹ là một chiến lược chung của EU, sẽ bù đắp cho ngân sách EU và sẽ là một bước tiến lớn. Theo kế hoạch, Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU sẽ huy động tiền trên các thị trường tài chính. Bà Merkel nhấn mạnh mục tiêu phải là một châu Âu mạnh mẽ và đoàn kết hơn để có thể vượt qua khủng hoảng. Bà nói đến cuối cùng, những nỗ lực phi thường sẽ là cần thiết nhưng Đức và Pháp đã sẵn sàng. Các nhà lãnh đạo EU cũng đã thảo luận về kế hoạch thành lập một quỹ để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của khối tại một cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 4. Tuy nhiên, họ đã thất bại trong việc thu hẹp sự khác biệt về quy mô tiềm năng của quỹ. Đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế, với tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nhật Bản sụt giảm trong quý 1 từ tháng 1 tới tháng 3. Văn phòng nội các cho biết GDP thực tế của quý 1 giảm 3,4% so với quý trước đó. Đây là quý thứ hai liên tiếp GDP giảm. Tiêu dùng cá nhân chiếm hơn một nửa GDP của Nhật Bản, giảm 0,7%. Người dân tránh ra ngoài ăn uống và du lịch. Doanh thu ô tô cũng giảm mạnh. Xuất khẩu giảm 6% trong bối cảnh hoạt động kinh tế đình trệ trên toàn cầu. Đầu tư nhà ở giảm 4,5% và đầu tư doanh nghiệp giảm 0,5%. Các nhà phân tích dự báo kinh tế sẽ còn bị ảnh hưởng thêm nữa trong quý từ tháng 4 tới tháng 6 do đại dịch. UNESCO và Hội đồng Bảo tàng Quốc tế cho biết 13% bảo tàng trên thế giới có thể không bao giờ mở cửa trở lại. Họ cho biết thêm, các bảo tàng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 với gần 90% trong số đó hiện phải đóng cửa. Ngày Bảo tàng Quốc tế vào thứ Hai, các cơ quan cho biết việc này sẽ dẫn đến mất một lượng việc làm lớn cho những người làm việc tại các không gian văn hóa như vậy trên toàn cầu. Người đứng đầu UNESCO nhận định các bảo tàng đóng một vai trò cơ bản trong khả năng thành công của xã hội và công việc của UNESCO là giúp chúng đối phó với cuộc khủng hoảng chưa từng có này. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.